Chính audio xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay em về được cái kiện hàng vét nhé các bác nhé. Kiện hàng này là cái lô hàng này là lô hàng cuối rồi. Cuối năm 2022 rồi. Đây địa chỉ của em này các bác nhé. Đấy, có tất cả là 1 2 3 4 5 6 7 8 kiện nhé các bác nhé. Em về vét. Con này về rất là gấp từ ngày 28 tháng 12 đấy ạ. Ngày 28 tháng 12. Hôm nay là bay về đến đây và em kịp nhận được hàng thì giờ cũng hơn 4 giờ thì em sẽ bóc nhanh để em làm cái video tổng hợp tất cả những cái món gì. Đây là cái nồi cơm điện của em nhé, đây là cái nồi cơm điện của em các bác này, nồi cơm điện em mua về em dùng thì em sẽ bóc xem lên từng món, thì bác nào có nhu cầu món nào thì các bác cứ liên hệ với em. Mời các bác xem tiếp cái đoạn video em phui hàng ạ. Đây là tất cả những cái món mà em vừa bóc ra nha các bác nhé. 5 kiện nhưng mà nó cũng là hàng to. Cái nồi cơm của nhà em thì em chưa bóc đâu. Thì em xin giới thiệu một lượt. Đây là một cái đôi loa cây đứng này các bác này, của Bô nhé. Con này là mã là 55 vuông. Con này cao 1m2 các bạn. Rất là đẹp. Em quay xa ra cho các bác xem này. Đó. Một cái đôi loa cây. Tôi là trắng, cái này hoàn toàn bằng nhôm hết, rất là nặng nhé các bác nhé, hoàn toàn bằng nhôm rất là nặng. Tiếp theo là em có một cái cặp loa này nha các bác, con loa này là dòng loa âm trần, mã đây ạ, Bô EDGE Max E180 nha các bác nhé. Con này thì các bác có thể đấu đầu vào và đầu ra được luôn. Đây các bác đấu đầu vào 70 thì các bác đấu đầu ra 70, input output đây ạ. Đấu được thêm loa nha các bạn nhé. Đấy. Và các chế độ chuyển đây. Với con này có rất nhiều các chế độ chơi các bác nhé. Công suất RMS là 125W, max là 500W. Đường kính này khoảng độ 20cm. Ở trong này nó có một con súp bát rất là to các bạn. Đấy, hai cái con súp ạ. Tiếp đến là đây mấy cái đồ này nè, quần áo. Đây áo bên Nhật gửi về đấy. Áo bên Nhật gửi về các bạn. Cái áo lông cu đấy, cái này của đứa em. Mấy cái đồ mỹ phẩm. Tiếp em có một cái con súp điện của Kenwood. Súp điện của Kenwood. Đấy, một cái súp điện của Kenwood. Một con Bô Shaolin Flex ly bản giới hạn đấy các bác nhá, màu đỏ bản giới hạn. Đây, còn đẹp nguyên. Đây phiếu mua hàng đấy ạ. Phiếu mua hàng đây là từ ngày 18 tháng 12 đây, 18 tháng 12 năm 2022. Và đây là một cái cặp mạch của con Bô 101 của bác khách đặt. Đây Bô 101 đây ạ. Cặp mạch của bác khách đặt. Và đây là một cái Bovia. Bovia nha các bác nhá. Đấy ạ. Bovia này full thùng xốp luôn. Và cái thùng phụ kiện của nó đây. Phụ kiện của nó đây có đầy đủ cả túi các thứ luôn ạ. Đầy đủ cả túi sách các thứ nha các bác nhé. Đầy đủ cả túi sách cục nguồn. Cái này là các bác nào có đi xe hơi
cắm vào xe hơi này. Cái này là cái pin của nó này. Đây là cái cục pin 12V này. Đấy. Đầy đủ kit theo. Rất là đẹp. Phụ kiện đầy đủ luôn. Để em bỏ cái này xuống. Đây là cái thùng của nó này. Điều khiển này. Full điều khiển đầy đủ hết luôn. Không thiếu một cái thứ gì. Các bác nên mạng search con Bo VR này là ở trên mạng sẽ có rất là nhiều thông tin về cái con này. Rất là đẹp. Full thùng, phụ kiện đầy đủ hết luôn. Đây là cái thùng em bóc đó rồi. Và đây bạn em nó gửi nhầm một cái nồi, không biết là cái nồi này là của Pháp. Made in Pháp đấy ạ. Made in Pháp đấy. Đây cái nồi đây. Hang này các bác này. Em không biết cái nồi này để làm cái gì, nó nặng kinh khủng khiếp. Nó rất là nặng nha các bác nhá. Đây là cái nắp vung của nó này. Hãng của nó đây ạ. Đấy là cái nắp vung của nó đấy. Đấy, và đây là cái thùng của đây em. Ở trong đây là toàn có phấn son phấn các thứ nha các bác nhá. Đấy. Thì hôm nay em về được tất cả những cái món như vậy. Thì bác nào có nhu cầu cái món gì đặt gạch thì sau khi em test xong em sẽ báo các bác trước. Để các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0916 507 222. Em ở tại khu đô thị Thanh Hà, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Em xin kết thúc cái video tại đây ạ. Chúc các bác cuối năm này sẽ thu về được rất là nhiều tiền và kết thúc một cái năm 2022 rất là hoàn hảo. Và để khởi đầu cho năm 2023 nha các bạn nhé. Em xin phép xin chào và cảm ơn tất cả các bạn.